Hồng Duy. Đất nhanh pha. Một pha xử lý cá nhân đậm chất kỹ thuật của Hồng Duy. Tình huống tấn công rất đơn giản. Đá chỉ chân lại lắc lắc. Rất cầm. Rất kỹ thuật. Rất ngắn, rất cuộn, tiếp tục mẻ đẩy và tốt rất nhanh. Đối mặt rồi 2-0. Hồng Duy chuyền bóng vào ở tầm thấp, mình vừa bay người đánh đầu.